ông vừa vẽ ông non. Đây là cá rô mề lòng thiên nhiên. Rồi xong, bây giờ là cái con cá rô này định làm món gì anh? Muốn ăn làm gì thì làm, chiên hay nướng gì đó Hồi nãy có cá lóc nướng chui rồi, mình nghĩ cá rô chiên đi. Chiên xù hả? ghê, cái gô Bự mập. bự. Con cá rô này là con cá rô mái nè. Cái Cái, dạ. Tại vì nhìn cái màu á. quá trời con cá bự. Cỡ bao nhiêu tháng rồi nó mới cỡ gì anh? Cá này chắc hơn năm rồi đó. Hơn năm luôn. Thích ha. Mà cá ở trong này là tất nhiên là cái thịt của nó là rất là dẻ luôn á. Tại cá này không có giục thiên nhiên cho nó ăn, không có nuôi đồ ăn thức ăn nữa. Dạ. Còn ở dưới đây có cá đồng nhiều lắm, nhưng mà mình câu hên xui là dính được con cá này, với còn cá đồng lớn cũng có luôn. Còn nhiều mồi, mỗi mỗi một miếng mồi là sẽ dính một con, là bữa nay mình làm một cái tiệc tiệc cá rô. Hết Cá rô này mà kho kho lạc á, kho không phải kho mà kho trong thố, mà kho tiêu á, cá rô kho tổ á, là trời ơi, ăn mà kiếm quá. lủng là cơm luôn á. Chà nó dướng cứng à. Giống như con lịch đó anh, mình câu lịch là mình cắt luôn, bỏ luôn cái lưỡi câu luôn á, mỗi một con là bỏ luôn cái lưỡi câu á. Thường á, ta đi làm về cái mệt mỏi thường thích gì đồng nè, cứ anh đi chạy xong cái chiều cái chạy về đây vô cái giường câu cá vẽ trái cây rồi. Cá lội quăng nghe tiếng mạnh ghê á. Đó, đó, nữa rồi. À, Này là con cá rô đồng mình nè, rô thiên nhiên luôn đó dạ. con à. Con này nhỏ hơn con hồi nãy. Thiên nhiên nó đâu có lớn như này. Một con nữa. Nhanh quá à, vừa anh vừa mới để xuống nói có vài câu. Em muốn câu không? Nè câu đi. Đây, em câu thử. Em thì ít ít Bán khi câu chuyên cá, không có chuyên nghiệp như anh rồi, nhưng mà cũng sao. À, chưa kịp giới thiệu nữa là dính cá rồi. cái gô đồng đó nó mạnh lắm á, em không bóp mạnh, bóp mạnh vô luôn. Em đừng có nhát tay là nó gai đâm em chảy máu luôn á. Đó, thấy chưa? Hay quá. Xong lấy mồi tiếp. À, các bạn, à, đây là anh Thống, à, ở tại huyện Trần Văn Thời. Ý, đang giới thiệu mà. Cái pha này hơi bị lỗi. Này vô thiên nhiên luôn nè. Rồi, à, các bạn, đây là anh Thống và ở tại huyện Trần Văn Thời, là gần Hòn Đá Bạc. Hôm nay thì anh Cua định đi Hòn Đá Bạc để tham quan và ghi lại những hình ảnh ở Hòn Đá Bạc để chia sẻ đến các bạn. Nhưng mà tại vì hôm nay là ở tại Hòn Đá Bạc là đang xây dựng sửa chữa, thì mình mới gọi cho anh Thống, thì anh Thống dẫn vô trong một cái khu vườn ở nhà anh. Là anh là người Cà Mau, gốc Cà Mau và ở tại huyện luôn, người địa phương ở tại gần Hòn Đá Bạc. Thì hôm nay là anh sẽ dẫn mình trải nghiệm hết những tất cả những gì mà ở trong sân vườn ở tại nhà anh có. Và ở đây là anh đang chuẩn bị là làm một cái homestay, là cỡ tháng cỡ cỡ khi nào sẽ hình thành anh ha? Dự định của anh 5 năm tới, khoảng 5 5 năm năm. tới. 5 năm tới em sẽ qua xuống dưới này, em sẽ ghi lại những hình ảnh đó coi thử là nó thay đổi như thế nào. Cho nên là sắp tới là những cái trải nghiệm của anh Cua sẽ được ấy chứ, đang giới thiệu mà. Sao mà vừa mới thả xuống là nó ăn rồi, nhiều cá quá đi. Em gỡ em bóp mạnh nha để gai đâm em á. Dạ.
các bạn. Cho nên những cái trải nghiệm nãy giờ của anh Cua như là hái dừa, rồi ăn cóc, rồi hái khế, rồi câu cá, rồi làm những cái công việc giống như là cá lóc nướng chui, hay là làm những món ăn mà đặc kiểu đồng quê và đặc sắc của người Cà Mau, và cụ thể là ở tại huyện Trần Văn Thời, thì sắp tới sẽ có một cái mô hình homestay, sẽ các bạn khi mà hình thành rồi các bạn tới đây sẽ trải nghiệm những thứ đó để cảm nhận được cái vùng quê ở đây nó đặc biệt và nó thiên nhiên và nó mộc mạc, nó chân chất như thế nào nha. Giờ là sẽ tiếp tục quăng câu nữa. Có một chỗ một à, mà cứ thả xuống là cá ăn liền luôn á. Nãy giờ mình đã câu luôn một thùng cá rô, và bây giờ thì trong thời gian đó thì cái đống rơm này nó đã tàn rồi, và có những con cá cá lóc đang nằm yên ở trong đó. Có chứ. Wow. Anh hùng trong khói lửa nha các bạn. Anh hùng trong khói lửa. Món ăn địa phương tôi thường gọi đó. À, đây là địa phương, người địa phương gọi là anh hùng trong khói lửa. Chết rồi nhưng mà vẫn đứng thẳng. Ngẩng cao đầu. Nhìn cái vỏ của nó nè, phía bên này là vàng luôn này nè. Nãy giờ là cũng phải là cỡ 45 phút anh ha. Anh đang lấy một tàu lá chuối á các bạn. Rất là mộc mạc đơn sơ luôn. Đang cạo cái lớp tro ở ngoài ra. Nóng á. Nóng à. Đó. Chín đều cá. Nướng gườm cá nó rất ngọt. À. Cá đồng thiên nhiên mình ở đây nó ngọt. Đây là lần đầu tiên ăn cá nướng chui. Nướng rơm thì cái thịt cá nó được ngọt hơn. Cái này mà mình làm nước chấm mắm gừng anh ha. Mắm me, mắm gừng. Mắm chua. Nhưng ở đây thường ăn là muối ớt. Dạ. Ăn với muối ớt nó sẽ ngon hơn nhiều. Dạ. Mà nói ngon thì ngon, phải nó không, nó đơn giản nữa. Như đi ruộng đi về bờ có cá cái đốt lên cái là em cứ em bọc muối với ớt theo là ăn được rồi. Còn mấy cái kia là còn phải cầu kỳ một chút cho nên ấy chứ. Dạ. Vậy một lát mình ăn theo kiểu dân dã đi, mình ăn chấm với muối ớt. Còn em muốn ăn mắm chua hay là mắm me gì cũng được. Dạ không, mình ăn mắm với muối ớt đi anh. Rồi về chấm cả thêm. Rồi, đây em bưng cho. Bỏ xuống chứa chút. Dạ. Đây. Cá thiên nhiên luôn nè. Nhạn mới vỡ ra nè, mới cưng vô nè. Chở thêm mớ ăn. Ủa, một lát mình ăn cái mắm này nữa phải không anh? Nhưng mà có thương hiệu gì không? Chưa có thương hiệu nhưng mà nổi tiếng lắm dùng này đó. Là tên gì anh? Cá lóc đồng 10 thăng. Cá lóc đồng 10 thăng hả? Thương hiệu Samsung. Các bạn bây giờ cái mắm cá lóc đồng của mẹ của anh Thống ở đây làm á thì rất là nổi tiếng ở khu vực này luôn. Nhưng mà tại vì bây giờ là chưa có nhãn mác gì hết, nhưng mà mọi người ở đây là rất là thích cái ở đây mắm làm ở đây và mua rất là nhiều. Tại vì một năm là vài tấn cá anh hả? Wow. Kinh khủng thật. Mắm cá lóc và một lát là sẽ có cái món mắm chiên. Quá đặc sản miền Tây luôn á. Bây giờ là đã đầy đủ các món ở tại nhà anh Thống và chế biến là tất cả các thứ. Đây là cây nhà lá vườn không luôn á các bạn, coi nè. Đây là cá lóc nướng chui, có cái rau gì đó anh? Rau cóc nè. Lá cách. Lá cách nè. À, là cá lóc nè. Bé cái đầu ra. Bé cái đầu ra. Ồ. Này là cách ăn của dân giả ở này ngoài ruộng, cái một con cá nướng, con cá chín rất là đều luôn. Quá thơm luôn, anh vừa mới mở ra là em thấy nghe mùi rất là thơm. Và nướng rơm á thì là cái thịt cá nó sẽ rất là ngọt và ngon. Và chín đều luôn á các bạn. Và đặc biệt nhất là cái nước chấm của với cá lóc nướng chui.
là cái muối ớt. Cái này là muối ớt ở nhà làm luôn. Nhà làm luôn, cái gì cũng nhà hết á. Dạ, ớt cũng nhà trồng luôn. Trồng luôn. Chỉ có đi mua muối thôi. Mua muối. Nước mắm thì nhà ưa, nước mắm cũng ưa, nấu mắm đậm nhà ăn nhiều nữa mà. Dạ. Đồn suốt luôn. À, và đặc biệt là ở đây có cái món mắm cá lóc, hồi nãy là anh Cua có quay cái keo mắm á, thì bây giờ đã là lên mắm chiên, là mắm chiên. Mắm chiên có tỏi rồi ớt rồi có tép tiêu. Mỡ nữa cô. Tiêu. Này tỏi. Có tiêu, có ớt, có tỏi, có tiêu, có tép mỡ, mình ăn có tép mỡ, tép mỡ bây giờ ngon tép mỡ. Dạ. Mắm này là cô làm, mắm lóc là mắm lóc đồng hay sao cô? Cá đồng, cá đồng cô làm luôn đó. Là lúc nào cũng có cá lóc đồng để mình làm mắm hết hả? Lúc nào cũng có, như cô bằng cái vụ hạn gì đó, cái cô bằng cô để tới năm này qua năm kia gì đó. Bây giờ bắt đầu mình bằng rồi đó. Dạ. Bắt đầu mình bằng lần rồi tới để như năm này năm kia là có hoài luôn. Dạ. Rồi bây giờ để một lát mình sẽ ăn thử cái món mắm lóc này và mình đoán thử là có cái gì trong đó. Nhưng mà mình biết, tất nhiên là điều đầu tiên là mình biết là có ướp với mật ong. Tại vì nãy anh không nói. Rồi có, ướp thì ướp lâu à. Dạ. Nhưng mình ướp để được cả năm đó mình mới ăn đó. Rồi các bạn, là cái món lẩu rất là đặc biệt luôn. Là lịch rau mổ. Mà anh cô đã ăn lịch lá nhầu rồi. Mà trong này có cái mùi nước cốt nè, nó thơm cái mùi nước cốt lên lắm luôn á, với mùi rau mổ á. Ừ. Rồi bây giờ mình không biết mình ăn món gì trước anh ha. Mắm thì khế với chú chát. Rồi bây giờ mình sẽ ăn cái món cá lóc trước. Đây con cá lóc nướng. Đây cái này là mình ăn luôn vỏ không? Bỏ vỏ thì bỏ ăn nguyên cũng được, bỏ cũng được. Tại bây giờ không có cạo nè. Không cạo ra. Đây con mời cô. Rồi đây. Rồi ăn, mọi người mời mọi người nha. Mình anh Cua mời cả nhà nha. Anh Cua ăn thử cái miếng cá lóc nướng chui. Mà mình thử cái miếng cá lóc mà chấm với cái nước mà muối ớt này trước cái nha. Đi trước đi. Dạ. Ăn đi con thử đi. Rồi con mời cô nha. Rồi rồi. Rồi mình mời cả nhà nha. Rồi. Thịt cá rất là ngọt. Thịt cá ngọt. Mà cái nước muối chấm này cũng rất là ngon nè, nó hơi cay. Cà phải không? Dạ. Có gì thanh niên bằng. Cái thịt cá ăn mà nó tươi ra. Nó tươi nó ngon. Mà cá này là cá lóc đồng nha các bạn. Đồng. Rồi mời vô. Cặp cái này với cái này một miếng thử. Dạ. Rồi như cô nói thì để mình cặp thử chú xanh nè. Khế hồi nãy ở trong vườn trong hái ra mình luôn. Chú chát trong vườn mình luôn. Chuối cũng ở trong vườn luôn. Thế xong rồi mình cặp viên miếng mắm. Chấm nhiều nhiều chút cho nó thấm vô. Xong rồi mình dẻ miếng thịt mắm vô luôn hả? Chút miếng mắm vô. Ơ. Mắm này nó mắm lóc này nó hơi dai. Thịt đồ thịt nó còn thấy nó còn thịt chứ con làm nó hết thịt đâu ngon nè, cái nào thịt nó tươi thấy không? Được dạ. Đó. Mắm rồi thịt đỏ vậy nó mới ngon đó. À mắm thịt đỏ thì nó mới ngon. Rồi đây mình kẹp vô mắm rồi thêm miếng tỏi nữa. Hấp dẫn không? Ngon quá, ngon quá. Hấp dẫn. Mà cái khế này nó chua. Nhà chua chát. Khế thì chua, chú chát thì nó có bị chát chát mà nó bùi bùi á. Rồi mắm nó mặn mặn nhưng mà nó rất là thơm. Ăn là có chai khóm cặp vô nữa nó mới đúng nè. Dạ, thiếu khóm thôi. Thiếu khóm rồi. Nhưng mà con thấy vậy là quá tuyệt vời mình rồi. Đây mình vô đây cũng cây nhà lá vườn hơi thiếu. Dạ. Hơi thiếu hụt. Cô mắm này cô làm như thế nào con? Ngoài ướp mật ong thì cô còn ướp những cái gia vị nào nữa? Cũng như con muối nó rồi cái xong cái cỡ mấy tháng cái mình đi mình rửa con mắm sạch sẽ ra. Dạ. Cái mình mới thính mình xay lại á. Dạ. Cái mình mới nấu nước đường rồi tỏi rượu nói hết bí kíp luôn rồi rồi như mật ong rồi cái cô mới như quậy vô một cái thon bự gì nè. Dạ. Cái cô mới úp nó trở lại, úp cỡ bao lâu cô úp trở lại úp trở lại cô mới đem nhận nó vô cái thạp nhận vô cái thạp cái hũ gì đó cái cô mới đè nó xuống. Dạ. Xuống cái cô mới đổ nước mắm đồng cô nấu cô đổ lên trên nha. Dạ. Cỡ chừng 7-8 tháng, 1 năm cô mới lấy ra cô mới úp trở lại nữa là như là cô nấu nước khóm rồi cô nấu đường đồ vô cô úp nó trở lại một quận nữa cô mới vô keo bắt đầu qua đó cô mới bán đó. Vậy là hơn 1 năm mới ra được cái nó gì không 1 năm nó mới ra mà cô có hoài luôn. Phải là con nấm là phải hơn 1 năm con mới ăn mới ngon.
Dạ. Nó vậy chứ dưới một năm là con không có ăn nó không có đúng. Tính ra luôn. Là cái quy trình nó là chất lượng dài lắm. Dài lắm, dài dầm lắm. Và rất là ngon tại vì ướp mình thấy cách làm mắm là mà ướp mật ong thì là quá chất lượng luôn. Tại vì thường những chỗ khác đâu có ướp với mật ong. Không, cái đó mình làm mà rất ít, bị mật ong nó hơi mắc quá mình làm hơi ít một chút. Mật ong gì cô? À, mật ong gùi mình đây nè. À, là mình đổ vô cái son của cái son nước đường của mình đó. Dạ. Chứ rượu tỏi đồ vô nhiều lắm, cô làm một lần là mấy đường tỏi đồ vô một cái thon bự vậy đó. Cô ướp cho lại. Dạ. Ướp là cô nhận xuống. Nhận xuống 8 từ 8 tháng đến 10 tháng cô mới dở rồi cô mới ướp trở lại là khóm với nước đường với phụ cho lên cái nữa. Cho nên con mắm bây giờ cái thịt con ăn theo rất cứng mà nó đỏ. Cái thịt đó rất heo ngon. Mà nó vẫn còn nghe cái mùi thịt ăn con mắm mùi thịt của trong cái con cá lóc á, cá lóc đồng á. Dạ. Ăn nghe nghe ngon ăn cái này cũng chấm rau ăn cũng vẫn ngon. Cái này cô bán 1 kg bao nhiêu? Ký cô bán 250 ngàn. 250 tại vì do là cá lóc đồng các bạn. Cá đồng. Còn nếu mà so với mà cá mắm cá mà nuôi á thì nó sẽ rẻ hơn. Thì trăm mấy khoảng trăm mấy thôi. Phải rồi đó. Rồi các cô bạn, cái mắm này anh cô ăn rất là ngon, rất là thích luôn. Tại vì cô làm rất quy trình, rất là phải nói là rất là kỳ công luôn á. Mà đúng là cá lóc đồng luôn. Tại vì các bạn thấy là nãy anh cô ra ngoài câu cá thì là toàn là những cái món mà cá đồng á. Thì nếu mà các bạn thích á thì mình sẽ để số điện thoại của cô. Cô mắm đây là mắm để tên gì cô? Mắm Mười Thăng. Mười Thăng. Dạ. Nếu mà các bạn thích mà muốn thưởng thức cái loại mắm này á thì mình sẽ để cái số điện thoại của cô ở phần mô tả dưới clip này thì để các bạn có thể là liên hệ để mua mắm. Cô là cô ship đi trong nước luôn đúng không? Có ship đi có nước ngoài không? Không, nước ngoài không có. Cô đi Cần Thơ có mấy con, mấy giáo đội Cần Thơ có. Dạ. Dạ con mời cô. Có. Rồi với con. Cho con xin ăn cái đuôi lịch nha. Rồi ăn đi. Cha con nói là cái phần con lịch là cái đuôi là ngon nhất. Cho con xin ăn cái đuôi lịch. Ngon nhất. Cái phần mà béo nhất là nằm ở phần đuôi lịch. Mà đu lịch đó, cái phần xương sụng của nó các bạn là mình ăn mình nhai luôn, mình không cần phải nhả xương. Ngon quá. Bữa cơm ở thôn quê rất là đậm chất quê á. Ngon lắm, là má cá hên. Hồi xưa mẹ em không cho em ăn cái má. Nó là con gái mà chưa có chồng á, ăn má cá là sẽ bị vô duyên á. Bây giờ có chồng. Bây giờ ăn đại đi con ơi. Có duyên là dùm mất duyên luôn. Nè rau đồng mình nè, cứ ăn đi. Dạ. Ở nhà mình có chồng người để ăn đó. Lá cách. Ăn được. Nè, lá cách với đọt cốc. Vòng vòng đây thì cứ ăn, có vòng vòng tay nó giờ nó không đi bẻ thì bẻ rau cắt lòi đồ đó. Dạ. Về đồ mình ăn đồ đồng không ạ? Ăn đi con, dễ dàng đi con. Ăn, con ăn không được rồi, con có ăn à... con không chấm được rồi, con ăn nước tương đó, có nước tương đó. Chấm được. Ừ. Ăn đi. Đồng quê mình gì vậy con ơi, có gì ăn nấy rồi, ở nhà ăn con ạ. Mối nãy giờ ăn chén thứ mấy rồi? Mấy chén à? Mấy chén? Hai chén. Chén thứ hai hả? Chưa gì chưa mà, chưa ăn gì chưa mà. Quốc chén thứ hai. Đây các bạn ơi, đây là cái cá rô hồi nãy mà anh cua giật câu nè. Thấy cái con nhỏ này là mình giật nè, còn con to không biết nằm đâu rồi. Dạ, cái này là rau mổ. Đây là toàn là những thứ ở trong vườn không á. Bây giờ mình ăn thử cái phần cá rô này nha. Ở vườn ra không đó. Dạ. Ồ, miếng thịt cá này các bạn, hấp dẫn chưa? Giờ chấm với nước mắm. Nước mắm. Thịt cá rất là ngọt và thơm á cô. Mà nó dai á. Nó dai. Tất cả những món trên bàn này thật sự mà ánh cua nếu mà ở tại Sài Gòn hoặc là tại thành phố á, là không bao giờ mà có được những cái hương vị như vậy. Và tự tay mình đi câu cá mà mình thưởng thức tại chỗ nữa chứ, rất là tươi luôn. Dạ. Cô bán không thấy mắm này không đâu. Cá chê đồng, cá rô đồng, cá lóc đồng, cá sặc đồng. Đó, thím giờ có đủ mắm đó chứ không phải một thứ. Cô còn làm nhiều loại mắm nữa các bạn ơi. Nhiều lắm chứ không phải thứ cá lóc không. Dạ, có cá mắm cá ăn sống không cô? Có, mắm cá sống thì mình làm sống mình ăn mình cũng vẫn sắc. Nếu ăn mắm mặn này người ta sắc cái bỏng ra. Em ăn cá sặc vẫn ngon hơn. Dạ.
Cái sắt cái xé ra cái mình trộn giấm đường á. Nghe kể hấp dẫn. Chịu không nổi. Có đi xưa đi vô đây du lịch thì ghé đây ghé cô. Ăn cơm đơn giản tới đâu có gì mà cầu kỳ gì ngoài chợ thì đầy đủ hay không? Đây thiếu một đủ vậy thứ. Vậy là quá đơn giản hả cô? Cơm đơn giản cô. Con ăn cái lọng cá đi con. Các bạn ơi, một ngày Ánh Cua trải nghiệm ở tại nhà anh Thống thì cảm thấy rất là thú vị luôn các bạn. Mọi thứ đều rất là mộc mạc và đậm chất cái kiểu mà đồng quê á. Rồi từ những con cá đồng, từ những món ăn, mắm chiên, rồi thêm lịch rau mổ thì Ánh Cua rất là thích. Và mong rằng là cái thời gian sắp tới nếu mà Ánh Cua có dịp thì Ánh Cua cũng sẽ là quay trở lại đây và sẽ trải nghiệm những cái món đồ đồng quê như thế này để gửi đến cho các bạn. Và Ánh Cua cũng muốn là gửi lời cảm ơn tới anh Thống hôm nay rất là nhiệt tình đã dẫn Ánh Cua tới một cái khuôn viên của vườn nhà của anh. Bây giờ thì Ánh Cua xin kết thúc video tại đây. Mong rằng thời gian sắp tới các bạn vẫn luôn tiếp tục ủng hộ Ánh Cua nha. Còn bây giờ thì Ánh Cua xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.